Chào các bạn. Các bạn khỏe không? Rồi khỏe rồi, được rồi. Ok, để ăn. Ok, hôm nay mình ăn gà chạy bộ làm kiểu của miền Tây, làm như miền Thanksgiving kiểu, rồi mình ăn dư vậy đó. Và sau mình bỏ vô bịch, vô freezer trong 2 tuần sau mình ăn lại, vậy nó không có ngán gì mấy. Đây có mashed potato. Nóng chưa, thấy không? Có gravy nữa. Có bánh mì nữa. Gravy đấy. Gravy. Chèn lên. Get it here, okay. Get a bigger one. Here it is, see? Chứ sợ nó đâu có quá rồi đâu. Bữa hôm còn hầm nó không đủ. You need to... Ok, đây là một dĩ. Thanksgiving ăn dư. Xong ăn dư xong bỏ vô freezer lại. Xong 2 tuần sau ăn mà không có ngán. Chứ mình không có bỏ đồ ăn. Ăn dư xong rồi bỏ vô bịch lại, zip lại. Mua cái bịch phải for freezer nha, thì nó không có vô ba mấy cái mùi vậy đó. Nó bịch, nó zip lại. Trời ơi, thấy thơm. How is it everybody? Good. À, bánh mì bơ tỏi tiếp nữa. Trời. Wow, ngon ha. Đồ cũ chứ không có ngon, ông nó không có dở. Ngon à, ăn lại. Rõ bụng quá, rồi. Một ngày. Rồi. Ngon. Bánh mì bơ tỏi. Bơ tỏi tự làm. Ra ngoài mua cũng được. Mua bánh mì ở KI.ỆM nó hơi mắc. Một ổ 4 đồng. Rồi. Đi mua ổ bánh mì vậy thôi. Xong bơ tới tự làm. Ồ, bánh mì nhiêu con đồng à. Tự làm bơ. Bơ thì không có bao nhiêu. Quá xong rồi. Quê vừa bỏ vô mát và thế đồ ngon ha. Bánh mì cũng vậy, mua nguyên ổ vườn khúc một khúc vậy nè, xong lấy cái bịch lại ăn dư vậy, bỏ vô freezer đông đá, không muốn ăn lấy ra lại nướng lên quá xong rồi. Vậy nghe không, không có waste food, không có dột bỏ uổng. Không bao giờ dục đồ ăn. Mình để nó thiêu nó hư thôi. Đã quên bỏ tủ lạnh. À, bỏ tủ lạnh hơn 4 ngày, 5 ngày bắt đầu có mùi đó lên là phải dục.
do hơi vừa phải dục chứ không phải là ăn. Hơi vừa cố gắng ăn đó là xong nha, thuốc mắc hơn tiền đồ ăn nha. Mắc có thể đồ ngon ngon nóng chan quý vị vô ấy. Không có chan á, không chan à? Chưa có chan ngon nha. Không có đủ không, còn hâm tiếp nữa không biết, chưa biết đói quá. Ăn xô hai rồi. Ủa là đổi giờ nữa. Đổi rồi. Về 5 giờ rưỡi. Không có đổi giờ là 6 giờ rưỡi. Chuẩn mà tiếng nữa rồi. Ở Canada là Thanksgiving qua rồi, Mỹ là sắp tới, còn thêm nhiêu 2 tuần 3 tuần nữa. Mình đã qua rồi. Qua 2 3 tuần rồi. Mỹ cũng đang sợ. Cái này kỳ gọi là Thanksgiving mình ăn dương. Mình không có xài, không có xài thức gì, mình xài gà chạy bộ. Gà chạy bộ nhỏ vậy con ăn. Con ăn dư đó, đừng nói con thức gì. Con thức gì chắc ăn chắc cả năm chờ luôn á. Thôi, ráng. Để con gà chạy bộ đủ rồi. Ui, ăn thử con tempura thử coi. Tempura tôm chiên quy lực. Wow, ngon. Vừa hỏi wow, thành phố rồng ngon ha. Làm biến múa này không được. Wow, trời ơi. Quá xa đói rồi. À, nóng nóng. Wow, nóng quá nè. Very good. Dạ. Ok, đẹp chứ. Trời hết luôn nè. Ăn bổ cũng được nè, dám. Oopsie. Nè. Hơi thấy. Đâu qua. Ăn gì cũng ngon. Ở đây có bếp thuộc hơi và phải thấy thuộc nha.
Ouch. Ooh. Ăn cua hoàng đế. Another one if you like, okay? Oops. Chạy giờ hết. Để mở ra. Tồi. Mùi cay của nó. Bự đi. Quá xa rồi. Thử cái này chưa? Wow. Đây cũng bự. Cho nó bự. Cho nó gần cái mình luôn cô. Ừ, thiệt quá. Vừa ăn không? Ngon. Mà khô nữa ngon không? Ngon quá. Thank you for watching. Cảm ơn các bạn đã xem. Cường của Happy Bánh Thịt. Nhớ ủng hộ của mình. Thank you. Bye bye.